Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay, mưa vừa mưa to tại Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc, lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Do mưa lớn, nền đất đã ngậm no nước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, người dân cần chú ý đề phòng. Từ ngày 11 tháng 6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên nhiệt độ sẽ tăng dần. Từ khoảng ngày 12 đến 14 tháng 6, nắng nóng xảy ra. Riêng phía Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Với khu vực Trung Bộ, thời tiết trong ngày mai 11 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Từ ngày 12 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng hơn, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi còn trên 39-40 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ và từ 31 đến 34 độ với khu vực Nam Bộ. Trên biển khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong 3 hôm tới, cường độ gió Tây Nam đều ở mức cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cơ bản là thấp dưới 2 mét, biển lặng. Mưa dông thì cũng không còn nhiều nên tầm nhìn xa luôn trên 10 km. Thời tiết cơ bản là thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, từ ngày mai 11 tháng 6, gió Tây Nam giảm xuống cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng biển là tại hai khu vực này dưới 2 mét rưỡi. Mưa rào và dông cũng sẽ giảm xuống, chỉ còn xảy ra mức rải rác về chiều và tối. Thời tiết cũng sẽ chuyển tốt trở lại. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.